Ba Gạc Lá Vòng, tên khác Samto, Lạc Tọc, La Phù Mộc, Cơn Đồ, Tích Tiên. Bộ phận dùng: dễ phơi khô hay sấy khô. Công dụng: ở Việt Nam, ba gạc lá vòng được dùng điều trị tăng huyết áp dưới dạng viên, cao lỏng. Cao lỏng của rễ ba gạc lá vòng chứa 1,5% alkaloid toàn phần, liều trung bình mỗi ngày 30-60 giọt. Ở Trung Quốc, ba gạc lá vòng cũng được dùng điều trị tăng huyết áp có hiệu quả. Lá tươi giã nát, đắp tại chỗ chữa vết thương, rắn cắn. Ở Đài Loan, nước sắc rễ ba gạc lá vòng được dùng làm thuốc diệt côn trùng. Dược Bảo Kỳ Nam, thuốc nam kỳ diệu, xin kính chào quý khách. Bảo Kỳ Nam với tôn chỉ hoạt động, bảo tồn và phát huy những cây thuốc, bài thuốc nam có tác dụng kỳ diệu, giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người Việt một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Các sản phẩm của Dược Bảo Kỳ Nam được nghiên cứu và chuyển giao công nghệ bào chế bởi các nhà khoa học về dược liệu hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất.